Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn cùng gia đình có một Tết Tây ấm áp và hạnh phúc Bước sang năm mới 2021 Công việc được hanh thông, gặp nhiều may mắn, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp Thứ 6, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 và theo âm lịch Hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Kỷ Dậu, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, thuộc Bảo Quang, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, thuộc Câu Trận, giờ Minh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nham Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành, ngũ hành ninh mệnh, đại dịch thổ, ngày kỵ dậu, tức can sinh chi, nghĩa là thổ sinh kim và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm đại dịch thổ kỵ tuổi quý mão ất mão ngày thuộc hành thổ khác với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ ngày dậu lục hợp với thìn tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục xung với mão hình dậu hại tuất phá tý và tuyệt dần Về tuổi xung khắc trong ngày tuổi tân mão, ất mão, tuổi xung trong tháng, tuổi bính ngọ, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán và ký kết hợp đồng. Sao u vi tinh, tốt mọi việc, sao mậu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao minh đường hoàng đào, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có, sao tiểu hồng xa, xấu mọi việc, sao địa phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao thần cách, kỵ về tế tự, sao băng tiêu ngọa hãm, xấu mọi việc, sao lỗ ban sát, kỵ khởi công, động thổ, sao không phòng, kỵ cưới hỏi, sao cậu giáo, xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng chính nam. Sau đây mời các bạn đoán xem từ vi chi tiết 12 con giáp, thứ 6 ngày mùng 1 tháng 11 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọa mạo dậu cho nên bạn tuổi Tý đang có điểm báo có nhiều ảnh hưởng xấu cho cái vận trình của bạn ngày hôm nay. Vì vậy, bạn mệnh tuổi Tý cần phải hết sức thận trọng trong công việc rất có thể kẻ tiểu nhân sẽ xuất hiện ở xung quanh bạn gây ra nhiều trở ngại cho công việc của bạn. Tuy nhiên trong ngày này đối với bạn tử tý, bạn chỉ cần nghiêm túc với công việc mình làm thì ảnh hưởng của cục diện này cũng không phải là quá lớn. Nếu như bạn luôn là một người làm việc hết mình thì chắc chắn mọi người xung quanh đều thấu hiểu và chẳng ai lại tin những lời dối trá vô căn cứ của những kẻ tiểu nhân ấy cả. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, cho thấy với bạn tuổi Tý, bạn là người mẫn cảm và linh hoạt, có khả năng thích nghi với môi trường mới một cách nhanh chóng hơn. Vì vậy, đối với những bạn còn trẻ tuổi thì hãy tự tin thể hiện mình, gây ấn tượng tốt hơn cho đồng nghiệp. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim hết sức cẩn thận khi làm việc. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, cẩn thận kẻo bị kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy rối. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, hãy cố gắng làm việc hết mình. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ, nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc, tự tin thể hiện điểm mạnh của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thân, tuổi thìn. Từ vi tuổi Sửu, thứ 6, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp, tỵ dậu Sửu phù trợ, cho nên với bạn tuổi Sửu dễ dàng tạo dựng được uy tín với mọi người, một phần là nhờ sự điềm tĩnh và chính chắn của bạn bản mệnh tuổi sửu là người có tài lãnh đạo bẩm sinh, bạn có thể đưa cả tập thể đi tới thành công nhờ vào sự quyết đoán khi giải quyết công việc của mình. Và với bạn tuổi sửu, bạn cũng là người tỉ mỉ và chẳng bao giờ sai sót trong công việc. Tuy nhiên, với bạn tuổi sửu, nếu như đứng ở cương vị cao thì bạn cần phải trò chuyện, tiếp xúc với cấp dưới nhiều hơn, bạn hãy chú trọng quan sát và tìm hiểu để biết được điểm mạnh, điểm yếu của mọi người, từ đó có cách phân công việc sao cho hợp lý với từng người. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng, cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay lại rất chi là tốt đẹp. Mối quan hệ giữa bạn Mạnh tuổi Sửu và người nhà vô cùng là hòa hợp cho dù có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, thì với bạn tuổi xỉu cũng không quên dành thời gian cho gia đình. Bạn biết rằng gia đình là hậu phương vững chắc, tiếp sức giúp cho mình vượt qua mọi khó khăn sóng gió của cuộc đời vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim tạo được uy tín với mọi người tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy có được sự quyết đoán hướng mọi người đi theo đúng hướng tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa cần trò chuyện tiếp xúc với mọi người nhiều hơn tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ luôn quan tâm tới người thân gia đình tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc điềm tĩnh và chính chắn khi giải quyết công việc về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Từ vi tuổi dần thứ sáu ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài gây rối cho nên với bạn tuổi dần dễ trở thành đối tượng bị người khác nghi ngờ hiểu lầm và với bạn tuổi dần, nếu như bạn không làm việc gì có lợi với lương tâm thì bạn không cần phải lo lắng có hay là bối rối. Bởi rồi, sự thật, sự thật sẽ chứng minh tất cả, mọi người sẽ hiểu được con người của bạn mà thôi. Với bạn tuổi dần, bạn là người nhiệt tình và thẳng thắn, luôn có được tinh thần phấn đấu không ngừng nghỉ trong sự nghiệp và học tập. Thế nhưng, đôi khi bạn cũng cần phải bước chậm lại một chút để lắng nghe ý kiến của mọi người, đừng có hành động vội vàng, thiếu lý trí, thậm chí là manh động nữa. Cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bà tuổi dần, bạn cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý. Tình cảm của bạn tuổi dần và người nhà chưa chắc đã được in bình. Đôi bên có thể xảy ra sự xích mích mâu thuẫn với nhau về một số vấn đề nào đó trong cuộc sống. Bạn mệnh tuổi dần, hãy đặt mình vào vị trí của đối phương và suy nghĩ dưới một góc độ khác xem sao. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, bị đồng nghiệp, bạn bè nghi ngờ, tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, chớ hành động vội vàng, thiếu lý trí, tử vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, hại để sự thực, chứng minh tất cả, tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, luôn có tinh thần phấn đấu không ngừng nghỉ. Từ vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, có thể vướng phải mau thuẫn, xích mích với nửa kia. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thìn, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mạo trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọ mạo dậu cho nên với bạn tuổi mão rất có thể bạn là người thông minh nhanh nhẹn và linh hoạt nhạy biến tuy nhiên bản mệnh lại quá kiêu ngạo với tài năng của mình cho nên sẵn sàng gây gõ tranh cãi với những người đang có ý kiến trái chiều với bạn và với bạn tuổi mão bạn không thể bắt ép người khác có đồng ý kiến với mình bởi mọi người là một cá thể độc lập với những suy nghĩ khác nhau. Nếu muốn người khác nghe theo ý kiến của mình thì bạn cần phải trình bày quan điểm của mình sao cho thuyết phục được mọi người. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mão bạn cũng đang gặp ngày có kim khác với mộc cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi mạo trong ngày hôm nay lại không được như ý. Đối với những bạn đang còn độc thân, đang có những cái nhìn khá chi là tiêu cực về tình cảm với mình, bạn thường cự tuyệt. Sự tiếp xúc đến từ những người khác giới, không có bất cứ ai có cơ hội đến gần hơn với mình trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi mão, bạn cũng là người sống tự do tự tại, không thích tình yêu ràng buộc cho nên về phương diện tình cảm của bạn chưa được may mắn nhiều. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, thông minh, nhanh nhẹn và linh cảm tốt, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, quá kiêu ngạo với tài năng của mình, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, không nên ép người khác nghe theo, làm theo quan điểm của mình. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, cần trình bày suy nghĩ một cách thuyết phục từ vi tuổi quý mão thuộc kim hãy cởi mở hơn để người khác có được cơ hội tới gần về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 5 số 7 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu xanh lá cây màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi thìn, tuổi tuất. Từ vi tuổi thìn thứ sáu ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi thìn, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành nhị hợp phù trợ cho nên bạn tự thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của tất cả mọi người trong ngày hôm nay thế nhưng chính bạn lại chưa hiểu rõ về điều mình thực sự mong muốn là gì cho nên thành ra thiếu sự tự tin hay do dự khó đưa ra được quyết định cuối cùng và hôm nay với bạn tuổi thìn rất là thích hợp để cho bạn hợp tác làm ăn. Vì thế, đối với những ai đang làm những công việc về kinh doanh, đầu tư thì nên mạnh dạn đưa ra những quyết định bắt tay với đối tác. Đừng có chần chừ quá lâu khiến cho cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này, đối với bà tuổi thìn, bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi thìn trong ngày đầu năm mới này rất chi là xuân sĩa. Bạn và nửa kia luôn duy trì được tình cảm ổn định, hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau. Nhiều khi người ấy đã giúp cho bạn đưa ra những định hướng rất chi là chính xác trong những tình huống khó khăn nhất. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ nhận được sự yêu mến và tin tưởng của nhiều người từ vi tuổi bính thìn thuộc thổ chưa xác định được điều mình thực sự mong muốn là gì từ vi tuổi mậu thìn thuộc mộc hay trần trừ do dự để lỡ mất cơ hội từ vi tuổi canh thìn thuộc kim thích hợp để đưa ra kế hoạch hợp tác làm ăn từ vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy tình cảm vợ chồng ổn định hai người hay chia sẻ với nhau Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi mão, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ sáu ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tỵ ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày đầu năm mới này đang gặp ngày của thương quan xuất hiện báo hiệu một ngày làm việc với bạn cực kỳ là áp lực và với bạn tuổi tỵ nếu không biết cách kiềm chế bản tính nóng nảy nỗi năng thiếu suy nghĩ của mình thì bạn rất dễ gây hấn với những người khác ảnh hưởng tới tiền đồ sự nghiệp của mình và với bà tuổi tỵ bạn cũng cần phải chú ý tới tác phong làm việc tuân theo sự sắp xếp của ban lãnh đạo chứ không nên một mình một ý công khai tọa thái độ chống đối với cấp trên muốn công việc đạt được hiệu quả tốt nhất thì mọi thành viên trong tập thể cần phải đoàn kết với nhau Bên cạnh đó, trong ngày đầu năm mới này đối với bà tuổi tỵ bạn cũng đang gặp ngày có họa khác với kim. Cho nên, với bà tuổi tỵ thường hay nổi nóng với nửa kia của mình. Bạn mạnh không nên trút những cơn nóng giận lên đầu người thân thích một cách vô căn cứ như vậy. Bởi mọi hành động của người ấy chỉ xuất phát từ sự lo lắng và quan tâm tới bạn mà thôi vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa nóng nảy không suy nghĩ kỹ trước khi nói tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ dễ gây xích mích với bạn bè đồng nghiệp xung quanh tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc làm việc theo sự sắp đặt của lãnh đạo tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim không nên trút nóng giận lên đầu người khác tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy chú ý hợp tác với mọi người Vậy đánh giá của bà tuổi tỷ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Và các bạn đang xem video đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ 6 ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày có họa khác với kim. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay không gặp nhiều may mắn trong mối quan hệ tình cảm của mình. Đối với những bạn đang còn độc thân, bản mệnh, đừng nên vội vàng đến với một ai đó mà cần phải suy nghĩ cho kỹ càng, có thể cả hai đều chưa chắc chắn về những cảm xúc của mình. Và ngày này, đối với những bạn đã có gia đình thì bản mệnh có thể sẽ đau đầu vì chuyện con cái. Bản mệnh tuổi ngọ cảm thấy không hài lòng vì con cái của mình luôn cố tình làm trái ý mình. Tuy nhiên đôi bên cần phải nói chuyện nghiêm túc để cùng tháo gỡ, chứ bạn không nên ép buộc con cái hoặc là lạm dụng vua roi vọt để dạy dỗ con cái. Trong ngày đầu năm mới này đối với bạn tuổi ngọ bạn lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này giúp cho những bạn làm ăn kinh doanh buôn bán thì có được cơ hội tìm được khoản đầu tư hứa hẹn. Bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp và một trong số đó sẽ là quý nhân trên con đường tài lộc của bạn về sau này. Với bà tuổi ngọ, bạn là người tiêu tiền hào phóng, tương lai chắc chắn sẽ giàu có hơn người về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc kim nên suy nghĩ trước khi đến với một ai đó từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy không nên áp đặt quân cái theo ý của mình từ vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa tìm được khoản đầu tư hứa hẹn từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc quý nhân giới thiệu cơ hội đáng quý cho bạn Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ V tuổi mùi thứ 6 ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ cho nên với bạn tuổi mùi có thể sẽ phát tài nhờ vào những công việc tay trái của mình. Một phần là nhờ bạn đã không ngừng cố gắng trong suốt thời gian vừa qua và đã đưa ra được những quyết định sáng suốt với mình bạn tuổi mùi, bạn mệnh cũng có thể phát tài nhanh chóng nhờ những hoạt động rút tham trúng thưởng hoặc là chơi đỏ đen trong ngày. Tuy nhiên, đây là hình thức làm giàu không bền vững, vì vậy với bạn tuổi mùi, tốt nhất là không nên lạm dụng, kẹo lại, phải chịu hậu quả không lường. Ngày đầu năm mới này, đối với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại rất chi là tốt đẹp. Cái mối quan hệ giữa bạn tuổi mùi với gia đình rất hòa hợp. Bạn luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà. Bạn hiểu rằng trên đời này tình thân là điều quý giá nhất trên đời. Dù có là tiền tài, địa vị như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể nào đánh đổi được tình thân. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim phát tài nhờ những công việc tay trái của mình. Từ vi tuổi đinh mùi, thuộc thủy, không nên làm giàu, dựa vào vận may. Từ vi tuổi kỷ mùi, thuộc hỏa, biết chăm lo cho cả gia đình. Từ vi tuổi tân mùi, thuộc thổ, đưa ra những quyết định sáng suốt cho tương lai. Từ vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, có cơ hội, trúng thưởng hoặc là trúng số. Và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân thứ sáu ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày của tam hội nâng đỡ cho nên với bà tuổi gia tuổi thân dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhờ vào sự thông minh và khéo léo bẩm sinh của mình và với bà tuổi thân, bản mệnh có thể gây ấn tượng tốt cho mọi người ngay từ lần tiếp xúc với bạn lần đầu. Trong ngày này, đối với bà tuổi thân, sự nghiệp của bạn cũng có được những bước tín thuận lợi bởi cấp trên đã nhận ra được điểm mạnh của bạn. Bà tuổi thân, bạn được phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, vì thế mà bạn càng phải cố gắng và phát huy khả năng, năng lực của mình hơn trước gấp nhiều lần xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi thân ngày này rất thích hợp để cho những bạn làm kinh tế có thể thu được một khoản lợi nhuận kha khá với mình bạn tuổi thân bạn vốn là người giỏi đầu tư tuy nhiên bạn cần phải tránh những công việc trong ngày hôm nay như thế là khởi công xây dựng về nhà cửa và tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa tử vi tuổi bính thân thuộc họ gây ấn tượng tốt với mọi người từ lần gặp đầu tiên tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ sự nghiệp của bạn có được những bước tiến thuận lợi tử vi tuổi canh thân thuộc mộc cố gắng phát huy điểm mạnh của mình từ vi tuổi nhâm thân thuộc kim có thể thu được những khoản lợi nhuận khá về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 1 số 7 giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu bạch kim quý nhân phù trợ tuổi Tỵ tuổi Dậu tuổi Tuất Từ vi tuổi Dậu thứ sáu ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bà tuổi Dậu trong ngày đầu năm mới này đang phải chịu tác động của cục diện ngũ hành Dậu Dậu tự hình cho nên với bà tuổi Dậu trở nên khá chi là nóng nảy nhất là khi có ai làm điều gì khiến cho bạn không vừa ý và với bà tuổi Dậu bạn cũng đang có xu thế nói năng mà không suy nghĩ kỹ càng, cho nên dễ gây tổn thương, mất lòng người khác. Bạn mệnh tuổi dậu trong ngày thứ sáu này, bạn cần phải chú ý cách diễn đạt để tránh những rắc rối không đáng có xảy ra với mình. Chẳng ai muốn phải nghe những lời chê trách thiếu tế nhị của bạn và với bạn tuổi dậu, bạn đừng quá tự kiêu cho rằng mình làm việc gì cũng đúng đắn và có tư cách chỉ trích người khác như vậy. Bạn mệnh tuổi dậu cũng cần phải chú ý sức khỏe của mình trong ngày hôm nay hơn, bạn không nên quá tập trung vào một số vấn đề nào đó mà bỏ lơ những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Trong ngày hôm nay với bạn tuổi dậu rất có thể mắc phải những bệnh về gân cốt, cơ bắp hoặc là răng miệng. Về tử vi tuổi dậu thuộc thủy, tính khí nóng nảy, dễ nổi giận với người khác tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa nói năng không suy nghĩ gây tổn thương tới người khác tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ chú ý tránh những rắc rối không đáng có xảy ra với mình tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc không nên quá kiêu căng tự mãn tử vi tuổi quý dậu thuộc kim quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tuất thứ 6, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 Xem từ vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này đang có điểm báo bạn trải qua một ngày gặp đủ chuyện phức tạp với mình do chịu ảnh hưởng của cục diện ngộ hành Dậu Tuất tư hại gây nên. Và với bản tử tốt, bạn tuổi Tuất, bạn mệnh phải chịu sự hãm hại của những người tưởng chừng như là thân thiết, bạn không nên quá bi quan mà hãy coi đây như là cơ hội để nhận ra ai là kẻ không xứng đáng làm bạn với mình. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này cũng đang có điểm báo không được thuận lợi. Cái chuyện tình cảm giữa bạn và nửa kia đang có dấu hiệu bất ổn. Bạn không nên tiếp tục thờ ơ, lạnh nhạt như vậy. Nếu không, quan hệ giữa đôi bên sẽ càng ngày càng trở nên xa cách nhau hơn và với bà tuổi Tuất, bạn hãy nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và nghĩ cách khắc phục ngay lập tức đi. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bà tuổi Tuất, ngày này là một ngày không thích hợp để cho bạn xuất hành đi xa. Tuy nhiên, nếu như bạn bắt buộc phải đi xa thì bạn nên đi theo những hướng tốt để gặt hái được nhiều may mắn và dễ dàng thành công hơn với mình. Những hướng tốt với bạn trong ngày như hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng chính Nam. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa bị người thân thích hãm hại. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ không nên giữ những suy nghĩ quá bi quan. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc tình cảm vợ chồng thờ ơ lạnh nhạt. Tử vi tuổi canh tuất thuộc kim cố gắng hết sức khắc phục những vấn đề trước mắt. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, suy nghĩ tích cực sẽ khiến cho mọi việc trở nên đơn giản hơn với bạn. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hợi thứ sáu ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi hợi, cho chúng ta thấy là cái vận tình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng, cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay lại rất chi là tốt đẹp. Mối quan hệ giữa bạn tuổi hợi và gia đình rất chi là in ấm. Bạn luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì. Nhờ vậy mà nửa kia luôn cảm thấy mình được tôn trọng và yêu thương. Ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân thì nhân duyên khác giới của bạn cũng khá chi là vượng. Bạn mạnh tuổi hợi nên nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập, giao lưu với bạn bè và rất có thể bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình ở đó. Với bạn tuổi hợi, bạn cũng đừng có ngần ngại chủ động, bắt chuyện với người khác. Bên cạnh đó, trong ngày đầu năm mới này đối với bạn tuổi hợi, bạn cũng đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh cho nên đối với những bạn làm trong những lĩnh vực học tập, nghiên cứu thì bạn có thể nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên, cơ hội thăng tín với bạn nằm trong tầm tay. Và với bà tuổi Hợi, chính sự thông minh, nhanh nhẹn của bạn nhưng không ham danh lợi đã ghi điểm trong mắt người khác nữa. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ nhân duyên vượng nên chủ động bắt chuyện với người khác. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp cấp trên. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim thông minh nhanh nhẹn nhưng không ham danh lợi. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy có được cơ hội phát triển nằm trong tầm tay. Vậy đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại